Những câu nói, phũ nhưng thấm của các nhân vật phản diện, phần 3, mời các bạn cùng xem nhé. Cứ chạy theo ước mơ đi, dù khó khăn, dù vấp ngã, dù có thất bại, thì vẫn cứ chạy theo vì ta chỉ sống được một lần. Thà chết như một anh hùng, còn hơn sống lâu để thấy bản thân trở thành kẻ xấu. Phù thủy lừa hỏi, ông là người xấu hay người tốt? Hiệp sĩ, con người ai cũng phải có hai mặt, cả xấu lẫn tốt. Phù thủy lừa, nửa củ hành thối thì vẫn là củ hành thối mà thôi. Mày và gia đình mày là những người tốt, nhưng đừng nghĩ thế giới này ai cũng tốt như mày. Các bạn nghĩ mình biết càng nhiều thì các bạn càng dễ bị đánh lừa. Thành công thì không dễ thấy ngay đâu, nhưng thất bại thì biết liền tức khắc. Đừng bao giờ tin lời phụ nữ, nhất là phụ nữ đẹp, vì phụ nữ càng đẹp, càng có cơ sở đi lừa người khác. Cho dù là ai, thì nỗi đau mất đi những thứ quan trọng nhất đều giống nhau. Ai sẽ giám sát những kẻ giám sát? Không có thuốc nào chữa được bệnh ngu dốt. Chiến tranh là một cuộc sàng lọc cay đắng, khi những người con ưu tú nhất của đất nước phơi xác ngoài chiến trường, còn những con chó hèn nhát và ngu dốt ở hậu phương trở thành lãnh đạo. Kẻ quân tử đúng là sống dai thật, nhưng họ vẫn chết. Thế giới sẽ không bị phá hủy bởi những kẻ ác, mà bởi những kẻ thờ ơ với hành động của kẻ ác. Mày không coi tao ra cái gì, nhưng trong mắt tao, mày cũng chả là cái gì cả. Đối với người mình yêu thì đừng bao giờ nói không. Nếu nói thì hãy nói như vẻ là có, hoặc để họ tự nói không. Đến lúc gặp khó khăn thì cái đám người văn minh này sẽ cắn xé lẫn nhau. Nếu cuộc đời là một bộ phim, tao thề sẽ xuyên chết thằng đạo diễn. Các bạn cảm thấy câu nói nào là hay nhất? Hãy để lại bình luận bên dưới cho mình biết với nhé.